Chương trình Hành trình văn hóa của Đài truyền hình Trà Vinh xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị phần 1 của loạt phim Cúng tổ nghệ thuật, nét đẹp tinh thần tôn sư trọng đạo của người Khmer. Hôm nay, Lê Vân xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp phần 2 với những nghi thức cúng, lễ vật. Quan trọng hơn, mỗi khi cúng, người nghệ nhân gửi cả tâm tư, tình cảm với mong muốn những bộ môn nghệ thuật mình đang theo đuổi sẽ được thế hệ sau kế thừa và phát huy. Bây giờ, Lê Vân mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Như phần 1 chúng tôi đã giới thiệu, cúng tổ nghệ thuật của những người dân Khmer là biểu hiện cao đẹp của truyền thống tôn sư trọng đạo, tưởng nhớ công ơn những người đi trước, đã có công khai sáng, tạo dựng, truyền dạy nghề. Đồng thời nghi thức cúng tổ cũng là một yếu tố tạo niềm tin cho người biểu diễn. Những nghệ nhân Khmer thực hiện nghi thức cúng tổ vào 3 dịp là cúng định kỳ hàng năm, cúng trước khi biểu diễn và cúng sau khi học xong nghề. Chúng tôi may mắn nhận được lời mời của nghệ nhân ưu tú Lâm Phên tham dự buổi lễ cúng tổ tại nhà ông. Nghệ nhân ưu tú Lâm Phên là người chuyên hoạt động trong lĩnh vực chế tác mão, mặt nạ, phục vụ cho nghệ thuật múa sâu pầm, múa trống sa dâm và tổ chức dàn nhạc chuyên biểu diễn trong những lễ hội, đình đám trong vùng Sóc. Luôn nhớ lời dặn của ông bà, năm nào cũng vậy, ông cũng tổ chức lễ cúng tổ tại nhà. Nói là cúng định kỳ, nhưng cũng không ấn định cụ thể ngày tháng, mà chỉ khi nào nhiều người trong nhóm có điều kiện rảnh rỗi, kinh tế thoải mái một chút là họp lại cùng cúng tổ. Với ông, đây là việc làm rất quan trọng, thể hiện sự thành kính với tổ nghiệp. Theo tôi thì rất là quan trọng, theo tôi thì rất là vui. Mà khi mà mình được tổ chức cúng tổ hoặc cúng ông bà đã để cho mình, đây là một cái văn hóa của dân tộc rất là lớn. Như vậy thì mình phải bảo vệ, tại vì ông bà mình ngày xưa đã tìm rồi để lại cho mình. Như vậy mình phải bảo tồn rất là chính. Đó là cái nhiệm vụ của con cháu của dân tộc Khmer. Ở trong một năm nào mình được cúng rồi á, coi như là mình nằm á cũng được khỏe ở trong mình. Còn năm nào không được cúng làm như nó còn dính mà mình còn nhớ không thiếu một cái gì đó. Coi như là trong năm đó không có thể được an tâm. Người nghệ nhân Khmer rất trọng tổ nghề là vậy. Mỗi năm được tổ chức cúng sẽ tạo cho mình niềm tin và sức mạnh. Thậm chí trước lúc biểu diễn, người nghệ nhân vẫn không quên dâng lên tổ nghề sự thành kính. Nghệ nhân ưu tú Thạch Sang trước khi cho các học trò biểu diễn múa sô băm và múa trống sa dâm tại lễ chân bồng. Dù đi diễn gần hay diễn xa, ông đều chuẩn bị mâm lễ tươm tất với nhiều lễ vật, thể hiện lòng thành kính với tổ nghề. Những động tác cùng chiếc mặt nạ, sự thành tâm khấn vái cùng tổ nghiệp cho thấy người nghệ nhân này rất tôn trọng tổ, tôn trọng nghề. Nghệ nhân Trần Sang cũng vậy. Trước khi biểu diễn tiết mục múa mở cổng rào trong lễ cưới, ông cũng trang trọng dâng lên tổ sự thành kính, sau đó là những động tác múa điêu luyện. Cúng trước khi biểu diễn sẽ giúp cho người nghệ nhân tự tin hơn vì cho rằng mình đã thành tâm với tổ nghiệp và tổ sẽ phò hộ cho mình. Ngoài ra còn có một ý nghĩa khác. Theo ông bà nói thì ở gần cái sân khấu mà mình đã dựng để múa nó rất là quan trọng, tức là mình xin đất đai chỗ đó. Những thanh niên này sau khi học xong lớp múa sô băm và múa trống sa dâm, ông thầy tổ chức lễ cúng tổ. Đây là nghi thức mang nhiều ý nghĩa. Đó là giáo huấn cho người học truyền thống tôn trọng thầy,
người đã cho mình cái nghề, đồng thời cũng tôn trọng tổ, tôn trọng nghề. Chúng ta cũng có thể ngầm hiểu đây là một hình thức báo cáo cùng với tổ, mong tổ phù hộ cho những thành viên mới này. Nghệ nhân ưu tú Lâm Phen và nghệ nhân Trần Sang thực hiện những nghi thức với các học trò, thầy cho lời chúc, cũng như cầu mong tổ nghiệp phù hộ cho các học trò thành công sau này trên bước đường nghệ thuật. Mấy em này cũng tập xong trường lớp từ Chằng, Khỉ và trong Dị Am. Như vậy mình phải biết ơn người đi trước, như ông tổ tiên của mình hay là ông cố ông cha của mình đã để dành cái nghệ thuật này để cho mình củng cố đi theo đường lối của ông nữa. Như vậy mình phải tập trung, là tập rồi xong xuôi mình để dọn một mâm để mà mình để nhớ ơn tới ông cố bà cố của mình hay là ông thầy của mình, để cúng tổ nhớ ơn người đi trước. Lời cầu nguyện của người thầy cho học trò thành kính dâng lên tổ nghiệp khiến cho buổi lễ cúng tổ này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là luôn hướng về cội nguồn đạo lý của dân tộc. Dạ, khăn giấy đó là như là thầy của mình, như thế tôi có học có thầy có ông thì tôi nhớ ơn, tôi mời ông thầy đã giúp đỡ cho tôi biết nghệ thuật. Rồi một số nữa như là cầu trời khẩn thật để mà củng cố những cái nghệ thuật của ông cha mình để lại, ông cố của mình để lại, để mình tập. Như vậy mình phải biết ơn người đó, rồi mình cúng, mình kêu người tên người đó ra để mình nhớ ơn của ông. Lễ cúng tổ cũng là lời giáo huấn của người thầy dành cho các học trò về những lễ nghĩa làm người, làm nghề. Cúng tổ này nó có lợi cái chỗ này. Cúng tổ xong rồi mình sẽ lời có đôi lời dặn mấy đứa sẽ sau này nên duy trì cái văn hóa này để giữ vững, để tiếp nối cho thế hệ trẻ sau này nữa. Đây là một cái văn hóa của dân tộc cũng là chính. Sau khi lễ ra mắt, các học trò diễn trước bàn thờ tổ những gì mình học được như một hình thức báo cáo với tổ nghiệp. Sau nghi thức cúng tổ xong rồi thì trống phải lên trống ba hồi, rồi chằng múa đầu tiên. Chằng tại vì chằng đó chằng rất là nhiều chằng, nhưng mà chằng này đặc biệt là vua chằng, tức là tên cơ rồng riệp, tức là vua chằng, để múa trước để mở màn. Xong xuôi đàng hoàng thì trống nhạc nổi lên, coi như là thí dụ tôi nói là thí dụ sức của mình được có 5/7 thôi, mà từ có trống có nhạc nổi lên cái bắt đầu xung thêm lên nữa, coi như là sức mạnh của mình nhớ công lao của ổng, rồi ổng giúp sức của mình. Nói tới là nghệ thuật cái đó là mình có công lao trong đó, rồi mình biết ơn người thầy
người dẫn dắt của mình, rồi mình biết ơn như vậy là coi như là sức mạnh của mình là nó sung xuống. Với các học trò, lễ ra mắt tổ nghiệp là ngày rất quan trọng, vì từ đây đã dấn thân cho nghiệp tổ, tiếp nối truyền thống là người giữ lửa nghề. Thấy rất là vui, rất lòng phấn khởi, biết niềm đặc sắc dân tộc, của người dân tộc, với biết về ông cha tổ tiên. Con rất là vui và hạnh phúc khi được tham gia cái ngày này của tổ hôm nay. Giữ gìn cái nét văn hóa của người dân tộc. Thưa của em cũng cố gắng giữ gìn nét bản sắc dân tộc của chúng em, tiến mãi về sau ngày càng thành công. Các nghệ nhân Khmer không lập bàn thờ tổ, không hình thờ cũng như bài vị. Khi cúng tổ, các nghệ nhân trang trọng trưng bày các đạo cụ của những loại hình nghệ thuật cụ thể, như chúng ta thấy ở đây là mão mặt nạ của các nhân vật trong nghệ thuật múa sopam hay múa trống xa dâm. Các nghệ nhân Khmer tin rằng tổ quá thân cho những đạo cụ để giúp sức cho họ biểu diễn tốt hơn. Lễ cúng tổ thì trên bàn là mình để mặt nạ, mặt nạ từng điện từng giai điệu. Các phẩm vật dâng lên tổ cơ bản là những nông phẩm gần gũi trong đời sống mà người Khmer làm ra. Lễ vật không cầu kỳ nhưng không vì thế mà kém phần thành kính. Phải có đầu heo, rồi gạo, rồi đèn cầy, rồi nhang, rồi trái cây, chẳng hạn dấu giải. Còn đội lớn ngày xưa đi múa phải có hột gà nữa. Coi như là thầy của mình đã sắp xếp những chén cơm để cho mình ăn. Hai nữa, những đồ vật như đèn cầy, nhang, cái đó để thắp sáng cho mình hiểu biết. Ba nữa, những giải, khúc giải đó để mang ơn những người đi trước, rồi ổng đã mất rồi. Như vậy mình đem khúc giải đó ra để mà nhớ ơn công lao của ổng. Như đã nói, người Khmer có gia tài đồ sộ các loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian. Và trong số rất nhiều những loại hình nghệ thuật ấy đều có cúng tổ nghề mà chúng tôi chưa có dịp đề cập đến tất cả. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã cho chúng ta thấy nghệ nhân Khmer rất tôn trọng nghề, thành kính với tổ nghiệp, lòng tin với tổ còn giáo huấn họ không được làm điều sai trái, thất kính, đi ngược với đạo lý với nghề. Người ta thường nói bất hạnh nhất của một dân tộc là đánh mất đi bản sắc của chính họ. May mắn thay, người Khmer vẫn còn giữ được cho mình nét chân quá, lễ nghi cho đến thói quen trong cuộc sống thường nhật. Trong đó, nghi thức cúng tổ là một trong những nghi thức quan trọng còn được gìn giữ. Đây là đạo lý rất đáng trân trọng, thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc, uống nước nhớ nguồn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành trình văn hóa của Đài Truyền hình Trà Vinh vừa giới thiệu đến quý vị phần 2 của loạt phim Cúng tổ nghệ thuật, nét đẹp tinh thần tôn sư trọng đạo của người Khmer. Chương trình hôm nay đến đây xin tạm dừng. Lê Vân chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình sau.